cỡ lúc năm 80 thì tôi đi vượt biên và được tàu cấp Panomo vớt lúc tháng 6 1980. Lúc đó thì chiếc tàu của tôi đã bị hư mái, nghĩa là chỉ còn có một mái đuôi tôm nhỏ thôi, chạy 2 cây số 1 giờ. Thì thấy cái chiếc trực thăng ta bay tới và trực thăng chỉ tụi tôi đi tới chiếc tàu, nhưng mà tụi tôi đi không nổi nữa thì chiếc tàu đi tới tụi này thì vớt tụi này. Đi lên tàu rất là mừng và khóc thôi chứ không có biết nói gì hơn. Và chúng tôi rất là nhớ ơn tàu các anh nó mua và rất là xúc động khi được đi tới hôm nay, được dự cái lễ của để lễ kỷ niệm của các anh nó mua và ông nội đấy tổ chức. Và thành thật cảm ơn ông nội đấy rất là nhiều đã giúp gia đình chúng tôi, đã cứu vớt chúng tôi. Dạ, tụi em được tàu cách mua vớt 34 năm về trước, năm 1980. Nhưng mà tụi em được tàu vớt nhưng mà không có đi chung trên chuyến tàu. Tụi em tới đây, tới Hamburg thì tụi em mới gặp, đi học tiếng Đức mới gặp nhau. Chúng tôi đi thì là 5 ngày 5 đêm trên biển và gặp cướp Thái Lan. Ba chiếc tàu cướp Thái Lan nó bao vây lại, thì nó đụng chiếc tàu đó, chiếc tàu của tôi này là sắp sửa chìm rồi đó, rồi hên là rất tiếc, là rất may là tàu chiếc trực thăng của cấp nó mua đã tới, rồi tụi cướp Thái Lan nó đã chạy hết, chứ nếu không là giờ này không còn đứng ở đây trên đây. Và nhân dịp này thì chúng tôi rất là xin cảm ơn Đức đã mở rộng vòng tay đón cho chúng tôi và đặc biệt là ông Neudeck. Tôi đã được con tàu cấp Anamur cứu vào năm 1980. Sau một chuyến hành trình mà có thể nói rằng chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nếu không được cứu là con số 116 người trên chiếc ghe này đã chìm vào lòng đại dương, không thể nào sống được tại vì cơn bão ngay trong cái thời gian đó đến rất là lớn. Thì tôi may mắn cùng với tất cả những người khác được cứu sống qua con tàu cấp Anamur. Kính thưa anh, nhân dịp mà hôm nay là kỷ niệm 35 năm chương trình của tiến sĩ Dr. Ruben Neudeck đã lập ra cái chương trình để đi cứu những người vượt biển. Hoàn toàn trong cái thời gian đó là chúng tôi khi mà vượt biển, chúng tôi cũng không có biết gì về cái con tàu là đang có cái chương trình cứu người vượt biển. Chúng tôi chỉ có biết đi miễn làm sao là thoát khỏi Việt Nam để có sự tự do. Ngày hôm nay mừng 35 năm, chúng tôi cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến chương trình và con tàu Cap Anamur. Nếu mà không có con tàu, chắc chắn là không phải cá nhân tôi, nhưng mà đã gần 11.000 người được con tàu cứu sống ngày hôm nay đã không có mặt ở trên cái quê hương hay là trên đất nước tự do trên khắp thế giới ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến cách riêng là tiến sĩ Dr. Ruben Neudeck và chung là chương trình Cap Anamur. Ngày hôm nay em đến đây để tỏ lòng biết ơn những vị ân nhân đã cứu vớt gia đình em cũng như cộng đồng người Việt lênh đênh trên biển, và sau đó là cảm ơn nước Đức đã cứu mang những người Việt Nam với hai bàn tay trắng và hôm nay họ đã làm nên sự nghiệp. Thì ông bà ta có câu ăn ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây, nên em đến đây để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đất nước Đức đã cứu mang những người Việt tị nạn chính trị ngày hôm nay. Chuyến ghe của em là 52 người và con tàu cấp nó mua vớt tổng số là 6 chiếc và đưa thẳng vào cảng Singapore. Và tiến sĩ Nolet đã xin visa tất cả các nước trên thế giới nhưng không có visa để nhập, thì tiến sĩ Nolet bắt buộc xin Bộ Nội vụ Đức là phải cập tàu về Đức. Bộ Nội vụ nói là không được về, tức là không được. Thì tiến sĩ Nolet mới nói rằng tàu Đức chúng tôi sẽ trở về Đức. Cho nên con tàu của chúng tôi trở về Đức ngày 6 tháng 9 năm 1986 là chuyến tàu cuối cùng và chính hôm đó em đặt chân trên cảng này. Em được tàu cấp Anamur vớt vào ngày 30 tháng 10 năm 1980 và con tàu của em là cấp Anamur 1 chuyến 13 604 người và chiếc ghe của em là 154 người. Lên đênh trên biển trong 30 tiếng đồng hồ thì tụi em được may mắn là được con tàu cấp Anamur vớt. Đó là một cái sự may mắn mà Dr. Neudeck đã
cứu vớt tụi em. Đó là một vị ân nhân và một vị gọi là Bồ Tát đối với em. Em cũng không biết nói gì hơn, đó là cái ngày hôm nay là cái ngày rất là quan trọng đối với cuộc sống của em ở đây. Đó là em được ngày hôm nay đứng ở tại nơi này ngày hôm nay là do ông Dr. Nadek là cứu sống em. Tôi được tàu cấp Anemo 1 thuyền thứ 8 vớt lên năm mùa hè năm 1980. Trên ghe dự định đi là khoảng 60 tới 70 người, nhưng mà lúc mà xuống ghe để ra khơi là lên gấp đôi, là khoảng chừng 120 hơn chứ. Tàu nhỏ mà số người đi quá nhiều quá đông, tàu chạy không nổi, đi 3 ngày 3 đêm mà không ra khỏi hải phận Việt Nam. Thì tới bữa thứ 3 thì tình cờ chiếc trực thăng của cấp năm mua nó thấy tàu của tụi này, rồi nó cho cấp năm mua hay cấp mua chạy vô hải phận Việt Nam vớt tụi này, cứu tụi này, rồi mới chạy ra khỏi hải phận Việt Nam lại. Dạ, lúc đó thì chiếc cá mua một tàu, chiếc thứ 8, cũng có may mắn là mấy cái trại tị nạn ở Singapore, Bulawayo Đông đầy người hết rồi. Người được cứu không được lên bờ nữa. Thì tàu đậu ở cảng khoảng 2 tuần, cảng Singapore 2 tuần để xin giấy phép cho... mấy người mà muốn đi Đức á, thì được lên phi trường là đi thẳng Đức luôn. Bởi vậy tôi có cái may mắn là đi từ Việt Nam qua tới Đức có 2 tuần à. Dạ, em rất là mang ơn cấp nào mua, cấp ơn mang ơn nhân dân Đức. Dạ. Vâng, về cấp Panamua thì tôi đã đi trên con tàu cấp Panamua 2 năm 1986 chung với anh Nguyễn Hiếu Huấn, đại diện ở cấp Panamua. Lúc đó chúng tôi đại diện cho Ủy ban Cứu người Bên Biển ở San Diego là California, thì hai cái tổ chức nó chung để đi vớt người Bên Biển. Thì chúng tôi đi lên cái con tàu đó trong vòng 2 tháng, con tàu cứ đi dọc theo bờ biển Việt Nam từ Vũng Tàu cho đến Cà Mau đi trở lên, thì tổng cộng trong 2 tháng vớt được 888 người, rồi mình làm 2 đợt. Thì chúng tôi đưa những người tị nạn đó về đảo Palawan, Fullerton để mà làm thủ tục. Thì cái chuyến thứ 2 đi đó thì lúc đó thì thế giới đã bắt đầu ngoảnh mặt với lại người tị nạn, không có chấp nhận cho visa nữa. Thành ra con tàu các Panamua 2 phải đưa cái người đó về cái cảng Hamburg này. Và lúc đó nước Đức cũng không có cho vào. Thành thử ông nói đấy, ông tiến sĩ nói đấy, ông phải vận động mãi thì để được cho những người tị nạn trên tàu đó cấp Panamua 2 được vào cái bên cạnh để được cấp visa cho định cư. Thì cái kỷ niệm của chúng tôi với lại cái tàu cấp Panamua thì có nhiều lắm. Đi trên tàu đó thì đích thân mình với lại số thủy thủ Đức rồi anh Nguyễn Hiếu Huấn đã đi vớt những cái người mà đưa những cái cấp cứu, có những cái tàu mà còn cháy rồi đó, thì mình tới tới thì mình tới tận cái tàu bé đó, cái tàu con đó, đi bằng cái cano ra để vớt họ lên tàu lớn. Thì đó là những kỷ niệm của cấp Panamua đối với cá nhân chúng tôi. Cá nhân chúng tôi thì không có đi vớt trên tàu cấp Panamua, nhưng mà vớt trên tàu Jeanne d'Arc trực thăng hạng của nước Pháp, tàu Jeanne d'Arc vào năm 1988. Bởi vì cũng là thuyền nhân, cũng từng là thuyền nhân từng lênh đênh trên biển mà không hề có được các tàu ngoại quốc họ đi ngang qua, họ không cần ngừng lại giúp đỡ, chứ đừng không nói là cứu vớt. Thành ra chúng tôi cũng đã tâm nguyện là sang đây nếu mà có gặp được tổ chức nào mà trở về vớt thuyền nhân thì chắc chắn cũng phải tham gia. Thành ra ngay khi thăng nước Mỹ vào năm cuối năm 80 thì đã tham gia vào Ủy ban báo nguy giúp người vượt biển Boat People SOS, và sau đó đã đi vận động. Đến lúc mà bên BPSOS mà hợp tác với các bạn mua đó, thì chúng tôi cũng đã góp phần bằng cách là đi vòng quanh nước Mỹ để gây quỹ. Cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ đó cuối cùng cũng đã gây quỹ được gần 6 triệu Mỹ Kim để mà tài trợ cho các con tàu của cấp Panamua đi ra ngoài. Thành ra mặc dù cái phần đóng góp rất là nhỏ bé, nhưng mà cũng không thể quên được cái thời điểm từ năm 1979 cho tới 1989, trong 10 năm đó thì là đã vớt được rất là nhiều thuyền nhân. Nhưng mà khởi xướng từ các bạn mua này thì chắc chắn là đồng bào Việt Nam ở bên Mỹ, rất nhiều đồng bào được các bạn mua vớt định cư ở bên Mỹ, cũng số người cũng tham gia sinh hoạt ở bên này, và cũng hy vọng một dịp nào gặp lại ông Nguyễn Đách ở bên Hoa Kỳ. Thưa anh,